sáng ngày 14 tháng 6 năm 2021, tức ngày 5 tháng 5 Tân Sửu, tại lễ phát động hưởng ứng đợt cao điểm ủng hộ phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Uông Bí, sư phụ Thích Trúc Thái Minh đã thay mặt chùa Ba Vàng trao tặng 300 triệu đồng. Bên cạnh đó, được sự khuyến khích của sư phụ, câu lạc bộ Cúc Vàng chùa Ba Vàng cũng chung tay ủng hộ 200 triệu đồng, hoạt động do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Uông Bí tổ chức. Tới dự buổi lễ có ông Nghiêm Xuân Cường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, ông Phạm Tuấn Đạt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, ông Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, ông Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố, ông Đỗ Trường Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, ông Đào Ngọc Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Uông Bí, cùng lãnh đạo các ban ngành đoàn thể, doanh nghiệp, nhà chùa cùng các nhà hảo tâm và nhân dân các dân tộc trên địa bàn thành phố Uông Bí. Phát biểu tại buổi lễ, ông Đào Ngọc Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Uông Bí bày tỏ lòng cảm kích, cảm ơn và ghi nhận sự vào cuộc tích cực, kịp thời của 22 cơ quan, tổ chức, đơn vị đầu tiên trong đó có chư tăng ni, Phật tử chùa Ba Vàng đã đăng ký ủng hộ vào công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố Uông Bí. Như lời sư phụ Thích Trúc Thái Minh chia sẻ, trong hoàn cảnh khó khăn, con người càng phải nêu cao những phẩm chất đạo đức về tình người như biết chia sẻ, yêu thương, đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau. Chư tăng ni Phật tử chùa Ba Vàng sẽ tiếp tục chung tay góp sức làm lan tỏa những giá trị tinh thần tương thân tương ái trong công cuộc phòng chống dịch bệnh của cả nước nói chung và thành phố Uông Bí nói riêng.